Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi người Pha-ri-sêu, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả, không có gì làm dấu. Người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa. Hỡi các nhà thông luật, các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi. Còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu khiển trách những lầm lạc của nhóm Pha-ri-sêu và thông luật. Họ là những người có hiểu biết, chức vụ và một đời sống đạo đức. Vì thế họ được dân chúng kính nể, nhưng tiếc thay những điều họ biết, chức vụ và cả đời sống đạo đức của họ không những không giúp cho những người khác mà cũng không giúp cho họ đến với Thiên Chúa và dường như còn đẩy xa họ xa Thiên Chúa hơn. Nhưng nói đúng hơn là sự hiểu biết, chức vụ và đời sống đạo đức không đẩy họ ra xa Thiên Chúa, mà chính mục đích của họ hướng đến khi sử dụng những hiểu biết, chức vụ và đời sống đạo đức của mình đã làm cho họ xa Thiên Chúa. Họ sử dụng hiểu biết, chức vụ và đời sống đạo đức nhằm vinh danh bản thân, chứ không phải vinh danh Thiên Chúa. Họ nộp thuế 10% về những thứ rau, cỏ ngoài đường để tỏ lòng đạo đức, nhưng lại không để ý tới sự công bình đối với tha nhân và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Họ thích tiếng khen từ người đời, họ yêu mến ghế đầu nơi hội đường và yêu mến được chào hỏi nơi công cộng. Họ là những nhà chuyên môn giải thích luật và thầy dạy dân chúng. Nhiệm vụ của họ không phải chỉ là dạy luật mà còn phải giúp cho người khác giữ luật. Thế nhưng họ đứng ngoài, không muốn động tay vào, không muốn trợ giúp dù bằng một ngón tay. Những giải thích của họ làm sinh ra bao cấm đoán và đòi buộc vượt xa những gì bản văn lề luật đòi hỏi. Họ đã làm cho luật thay vì nguồn vui, nguồn hạnh phúc thì lại trở nên gánh nặng nề, ách nặng nề. Họ đã làm cho luật thay vì là phương thế giúp cho người ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa thì lại làm cho người ta cảm thấy nặng nề trong đời sống. Những lầm lạc của những người Pha-ri-sêu và những người thông luật xưa vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa cũng giúp cho mỗi người chúng ta biết tránh xa những lỗi lầm của những người Pha-ri-sêu và những người thông luật xưa, để chúng ta có thể xây dựng một đời sống có Chúa là trung tâm.